Em Tiến kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh em. Rất vui mừng được gặp lại quý vị, các bác cùng anh em trong buổi đêm muộn hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2022. Đây là video clip lần thứ hai. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, video clip lần thứ hai này thì em Tiến trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị, các bác cùng anh em mặt hàng vừa mới vào trong ngày hôm nay. Đó là đôi loa rất nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đó là đôi loa Yamaha model là NS690 3 mã. Các bác nha, đôi loa Yamaha đang hiện hữu trước cái máy quay quý vị, các bác cùng anh em chúng ta đang nhìn thấy. Em muốn giới thiệu, đó là một đôi loa rất nổi tiếng và đây là một đôi loa dòng đời cao hết số, ông trùm cuối, các bác nha, ông trùm cuối đời cao hết số. Đó là đôi loa Yamaha model NS690 3 la mã, ông trùm cao, tức là cuối đời, chót vót. Dòng loa sử dụng 3 way trên một thân thùng, tức là dòng loa 3 đường tiếng, gồm có một loa bát có đường kính 30, màng giấy, gân của nó là gân lụa zin nguyên bản, một loa trung đôm, một loa tép đôm, hỗ trợ hai vi tinh chỉnh. Đôi loa sử dụng thân thùng là thùng gỗ nạng, tuyệt vời, đẹp, rất đẹp, zin từ Anet các bác nha. Và bây giờ thì em mời quý vị các bác cùng anh em chúng ta hãy đến với tham quan đôi loa này. Thì trước tiên vào đến tham quan đôi loa thì tư vấn thuộc vị các bác anh em chúng ta là đôi loa này là một đôi loa chơi được đa thể loại nhạc và đồng thời quý vị các bác cùng anh em chúng ta kết hợp để hát hò karaoke trong gia đình chúng ta rất là hay. Nó là dòng loa Yamaha thì em Tiến thời gian gần đây bán rất nhiều và khá nhiều bởi vì những dòng loa này nó có một cái giá thành cực kỳ bình dân tiền nhưng cái chất âm của nó lại hay, cứ rất là hay và đáp ứng được hát karaoke trong gia đình thế nó mới lại hay nữa chứ. Nó rất là hay luôn. Đấy, cho nên em Tiến đã lấy về rất nhiều để phục vụ quý vị các bác anh em chúng ta ở chơi ở trong những cái mức giá bình dân nhưng mà lại đáp ứng được cái cấu hình là 2 trong 1 các bác nha, vừa nghe vừa hát. Đấy. Thì đôi loa Yamaha các bác có thể ghép với những dòng âm ly như sau. Ví dụ những dòng âm ly như là Jaguar PA203N và những âm ly Boston ở hiện hữu trước cái máy quay này em vẫn test này, rất nhiều hát rồi nha. Và đặc biệt những chiếc âm ly Sansui, những chiếc âm ly Bühler 7800 rồi những dòng âm ly Nhật vân vân và vân vân, nó đều đánh vào dòng loa này rất là ok, rất là hợp, rất là hay các bác nha. Đôi loa lặng như cối đá lỗ vậy. Thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, bây giờ thì mời quý vị các bác anh em chúng ta đến tham quan đôi loa. Một bên này thì em để nguyên e căng nhá, còn bên này đã tháo e căng ra và mời các bác hãy đến tham quan đôi loa. À, cái tuyến bát quá đẹp luôn nha, quá xuất sắc luôn, gần zin nguyên bản này, trung đôm, tép đôm, hai vi tinh chỉnh đây và đôi loa sở hữu thùng gỗ nạ, tuyệt vời đẹp, quá đẹp, sự nói quá đẹp, quá xuất sắc nhé. Đây, bảng đi đằng sau bóng nóc cực đẹp. Thì đây là thông số của đôi loa. Loa Yamaha model NS690 có cái công suất tối đa là 80W trên một thân thùng loa. Đây là công suất tiêu thụ loa thật sự các bác nhé. Đây là một công suất tiêu thụ loa thật sự 80W trên một thân thùng loa. Trở kháng 8 ohm, dòng đời cao có độ nhạy cực kỳ cao, trở kháng đến 8 ohm các bác nhé. Rồi, ok, rất đẹp. Hàng được sản xuất tại Made in Japan Nhật Bản. Rồi, ok, quá đẹp luôn nhá. Đôi loa không bị sắt sẹo một tí nào. Nói rõ với anh em như vậy nhá. Cái máy quay lại đặt rồi. Rồi, tạm ok. Và bây giờ em sẽ tháo lốt ke căng này ra. Đó. Tháo lốt ke căng ra đây. Và đây, mời quý vị các bác anh em chúng ta đến với tham quan đôi loa tuyến loa còn lại. Nó quá đẹp đúng không ạ? Cái máy quay hôm nay buồn cười quá nhỉ. Có lẽ là em cầm cái máy quay khi mà cầm ấy nó kiểu là mình quay chiếu vào cho các bác xem ấy thì nó quá vượt quá với cái mức độ tức là kiểu như ngửa nghiêng của nó. Nó gật lại. Thì đôi loa này có cái chiều cao là 63 nhé, chiều rộng 36 này, 33663, chiều cao 36, chiều cao là 63, rộng 36, sâu 31,5, 31,5, cái máy quay hôm nay rất lạ kỳ. Và giá của đôi loa này là 9 triệu đồng nhé. Và nói cho quý vị các bác anh em chúng ta biết là cái giá 9 triệu đồng này là một cái mức giá mà em Tiến dám khẳng định với quý vị các bác anh em chúng ta là nó rẻ nhất cái quả đất Việt Nam này luôn nhá, rẻ nhất thị trường luôn, không ở đâu rẻ bằng của em Tiến. Nó rẻ đến 1-2 triệu ấy, chứ không phải là rẻ một vài trăm nghìn đâu. So với em Tiến bán hàng so một vài trăm nghìn rẻ là không tính tiền. Rõ quý vị các bác anh em, đây là vết bẩn nhá, rõ quý vị các bác anh em như vậy, rẻ một vài trăm không tính tiền mà nó phải đến với cửa hàng của em Tiến là đến với một chất lượng y án khi các bác sử dụng hàng bãi
Đấy, từ trước đến giờ đến với em Tiến là đến với chất thật, hàng thật và tiền thật các bác nhá. Đấy, cho nên là rẻ thì em Tiến phải dám khẳng định quý vị các bác anh em chúng ta là rẻ tới một vài triệu đồng cho một sản phẩm, chứ không hề nói là 100-200 nghìn các bác nhá. 100-200 nghìn em Tiến không tính gì, không tính là gì cả. Đấy, đôi loa quá đẹp, quá xuất sắc, quá mỹ mãn, bao zin tuyệt đối cho quý vị các bác anh em chúng ta, và bao đẹp. Loa không zin em Tiến bán sản phẩm, nếu không zin em Tiến biếu các bác luôn, không đi tiền. Nói thẳng, nói nhanh, nói rõ như vậy các bác nhá. Rồi, ok, những cái chiếc đi này nó quá quen thuộc với quý vị các bác anh em chúng ta thường theo dõi kênh. Đấy, các bác có lẽ vào kênh của em xem những báo giá những chiếc đi thì các bác theo thuộc lòng luôn, thấy không, thuộc lòng luôn. Đây là em không cần phải giới thiệu kỹ nữa. Đấy, dòng loa này thì quý vị các bác anh em chúng ta có thể ghép với bất cứ chiếc đi nào mà những quý vị các bác anh em chúng ta có và định mua, dòng đi nào cũng hợp cũng hay. Đấy, và bây giờ thì em Tiến mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đến với buổi test âm thanh cho bộ sản phẩm này. Xin thời gian đừng là đường ngăn cách nhau, xin thời gian không là bước chia phôi, xin thời đừng xóa hình bôi mặt, xin muôn đời hai bóng vẹn chân đôi, bên mái nhà tìm vui.
Rồi em cảm ơn quý vị các bác cùng anh em chúng ta rất là nhiều nhé. Trong phương án phối ghép clip hôm nay ấy thì em quên không giới thiệu chiếc Omni. Đó là chiếc Omni Builder mà em ghép cùng với đôi loa Yamaha model LS 690 ba la mã. Đó là chiếc Omni Builder model là SA810. Chiếc Omni này có giá 5.500.000 đánh 4 sò sắt các bác nha. Và clip trước em đã giới thiệu kỹ rồi, và các bác cũng thường xem kênh thì lúc ở em zoom gần gần tới Omni các bác thấy có một chiếc Omni, đó là chiếc Omni này này. Đấy. Các thấy là đèn nó sáng đúng không ạ? Đấy, cái giá đi là 5.500.000, nó đánh vào đôi loa tuyệt vời, rất là hay các bác nhá. Cảm ơn quý vị các bác cùng anh em chúng ta rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video clip Tiến Tech Hàng. Cảm ơn.